Dự án nhà ở Cao Ngạn, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, Danco City chưa được cấp phép xây dựng, nhưng chủ đầu tư là công ty cổ phần tập đoàn Danco, công ty Danco đã dâm rộ động thổ, sàn lấp trái quy định. Điều đáng nói trong lễ động thổ sai quy định có sự góp mặt của cả chủ tịch tỉnh Thái Nguyên là ông Vũ Hồng Bắc và nhiều lãnh đạo khác trong tỉnh. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Tuy nhiên mới đây ngày 11 tháng 11 năm 2019, Thưa lệnh Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Tường Văn, Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị đã có văn bản số 129 BXG BTDT về việc góp ý chấp thuận đầu tư dự án khu nhà ở cao ngạn trong đó đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên hướng dẫn danco group thực hiện các thủ tục theo đúng nghị định 11/2013 ndcp ngày 14 tháng 1 năm 2013 của chính phủ về quản lý đầu tư đô thị điều này đồng nghĩa với việc tới trước ngày 11 tháng 11 năm 2019 dự án này vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư liên quan đến vấn đề này trao đổi với báo chí đại diện sở xây dựng tỉnh thái nguyên cho biết dự án khu nhà ở cao ngạn chưa được phép khởi công Việc chủ đầu tư tổ chức động thổ trái quy định, lãnh đạo sở đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên xử lý nghiêm theo quy định. Thành phố đang tổ chức kiểm tra xử lý. Điều này khiến dư luận băn khoăn về việc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có ưu ái tạo điều kiện cho chủ đầu tư dự án Danco Group cầm đèn chạy trước ô tô, tư vấn bán hàng tại dự án khi chưa đủ điều kiện.